Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta hãy cùng đến với cái tựa game Khoa học Gargon, Chúa tể của rồng nhé bạn. Thì Khoa học Gargon, Chúa tể của rồng là cái tựa game chiến thuật RPG mới nhất được cho là thừa kế những gì tinh hoa nhất của tượng đài game Gia of Kingdom vô cùng nổi tiếng. Thì trò chơi cuốn hút tất cả các bạn game thủ nhờ vào cái nhìn đầu tiên là nhờ vào cái nền đồ họa hết sức đẹp mắt, càng cùng đồng thời nữa đó là các chủng tộc vô cùng độc đáo và mới lạ. Tuy nhiên thì càng đào sâu vào trò chơi thì bạn sẽ nhìn thấy nhận ra tựa game này vẫn phải mắc phải một cái điểm yếu cố hữu của đàn anh Gia of Kingdom. Thì có thể nói đồ họa là điểm duy nhất của cái tựa game Chúa tể của rồng Gia of Kingdom Mobile mà mình hoàn toàn dành lời khen và không có chỗ nào để chơi hết. Thì so với đàn anh Gia of Kingdom thì đồ họa của tựa game này là đồ họa 3D của game được nâng cấp vô cùng chỉnh chu hơn, khiến màn hình vô cùng đẹp mắt và ấn tượng vô cùng khó quên. Bên cạnh đó là bản đồ vô cùng rộng lớn lẫn các cảnh quan thiên nhiên lại khá là hùng vĩ, những kiến trúc trung cổ và núi rừng hùng vĩ được tái hiện vô cùng tuyệt vời. Thì các bạn sẽ được đắm mình vào các thời tiết địa điểm khác nhau, tất cả khi kết hợp lại sẽ trở thành một bức tranh fantasy vô cùng tuyệt đẹp và khó có thể rời mắt được. Thì tuy nhiên thì nếu các phân cảnh đó, chiến đấu được đầu tư hoành tráng và khói lửa hơn thêm một tí thì có thể là sẽ cuốn hút hơn rất là nhiều nha bạn. Thì gameplay của tựa game này thì khá là quen thuộc so với cái tựa game Gap Kingdom, nhưng mà đến với cái tựa này bạn sẽ thấy được cái nó sẽ được cải tiến hơn một chút. Thì sau khi tốn khoảng 10 đến 15 phút trải nghiệm Khoa học Cargon tối tệ của rồng, bạn sẽ thấy quen quen. Thì đúng vậy, thì game có cách chơi y hệt như cái tựa game Gap Kingdom mà đàn anh của nó đi trước vậy. Thì tuy nhiên thì tất cả các bạn game thủ sẽ được lựa chọn một trong ba cái chủng tộc gia tộc khác nhau thay vì các nền văn minh có thật ở ngoài đời. Thì bạn cũng sẽ xây dựng cho mình những cái nông trại, ruộng, trường bắn hay nhà máy gỗ nhân dân để chuẩn bị cho mình những cái lương thực và quân đội để xây dựng đế chế cho riêng mình. Thế đó thì tất cả các bạn có thể đào tạo cho mình những cái binh lính nè các bạn, cũng như là chiêu mộ anh hùng, thu thập cho mình những cái bảo vật để xâm chiếm các thành phố lân cận và bành trướng lãnh thổ của mình. Thì điểm thú vị là ba chủng tộc ở trong Khoa học Gargon, Chúa tể của rồng không có sự bất khác biệt ngoài cái hình dạng diện mạo, rồi tất cả đều sở hữu cho mình các loại binh lính giống nhau như là kỵ binh, cung binh, hiệp sĩ, nữ tu, vân vân. Chính điều này đã tạo nên một cái cảm giác cân bằng ngay từ đầu game vì ai cũng như ai. Tuy nhiên mọi chuyện sẽ bị đảo lộn ngay lập tức khi bạn tiếp tục chơi. Thì như đã nói trên, vì khởi đầu ai cũng như ai nên là cách để có được lợi thế trước đối thủ là bạn phải xây dựng thành phố và đào tạo quân đội nhanh nhất có thể nha các bạn. Thì nói thì dễ vậy nhưng mà để vừa nhanh vừa hiệu quả thì chắc chắn không phải thứ mà dân cày có thể làm được trong Chúa tể của rồng Gia of Gargon. Thì mỗi cái hoạt động nâng cấp, đào tạo, học hỏi trong game đều tốn một khoảng thời gian nhất định. Bạn có thể ship qua giai đoạn này bằng vé cấp tốc. Tuy nhiên thì số lượng vé là có hạn và bạn sẽ hoàn toàn tiêu hết sạch ngay khi thành phố của bạn đạt đến level 10. Sau đó thì mọi thứ sẽ trở nên chậm như gầu bò nhé bạn. Thì với các đại gia thì không sao, thì họ sẽ tiếp tục nạp thẻ để mua vé tăng tốc và phát triển quân đội của mình đến mức khổng lồ. Sau đó thì sẽ đẹp bạn dễ dàng. Như vậy thì trừ khi bạn ăn bám một cái liên minh cực mạnh nào đó để bảo vệ bạn, bạn sẽ nhìn thấy cho mình một cái thành phố của mình trở nên hoang tàn nếu như không có liên minh đó sau mỗi lần đăng nhập, hoặc là bạn có thể nạp nhé bạn. Nhìn chung thì tựa game này sẽ có một số điểm như là hỗ trợ cho mình cái tiếng Việt cho tất cả bạn game thủ có thể dễ dàng trải nghiệm. Đồ họa thì khá đẹp mắt và có độ chi tiết khá cao, có bản đồ liền mạch giúp bạn quan sát toàn bộ lãnh thổ, hay là trải nghiệm cho mình một cái cảm giác thám hiểm được giao vùng đất mới tham gia các trận chiến hải lửa.
tham gia hệ thống liên minh để cùng bành trướng lãnh thổ. Nhưng mà sau song đó thì tựa game này sẽ có một số khuyết điểm, như là game này chưa có sự đột phá so với cái tựa game kia ở Kingdom. Để hy vọng thì nhà phát hành cũng như nhà sản xuất sẽ phối hợp cùng nhau để có thể khắc phục những khuyết điểm đó, để cho tựa game này có thể hoàn hảo hơn và thu hút thêm nhiều bạn game thủ hơn. Ok, thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho bạn tất cả các tip code dành cho tân thủ mới nhất, và hướng dẫn cho tất cả các bạn cách nhập tip code cho nào chưa biết. Thì bạn nào biết rồi thì cũng đừng quên like, share và subscribe kênh để ủng hộ nha các bạn. Thì những cái tip code này có thể là nó không có được quá nhiều, nhưng mà nó sẽ hỗ trợ cho các bạn dân cài một phần nào đó, hoặc là hỗ trợ cho bạn thời gian muốn nhập code cho vui thì vẫn có thể nhập được nha bạn. Thì đầu tiên để nhập code thì các bạn nhấn vào avatar của mình. À, xin lỗi bạn, ấn vào ảnh đại diện, sau đó thì nhấn vào cài đặt. À, kế tiếp là nhấn vào đổi quà tặng. Thì zip code thứ nhất như sau: L I L I T H 10 T H. Thì đây là có thứ nhất nha bạn, L I T H 10 T H. Thì các bạn lưu ý là code này có hạn sử dụng đến ngày 15 tháng 6. Các bạn nhanh tay nhập vào thôi, nó sẽ bị hết hạn nha các bạn. Tiếp có là LILITH 10TH. Thì mình sẽ ngưng màn hình lại một chút cho tất cả các bạn xem cái code. Sau đó thì các bạn tiến hành nhấn vào trao đổi để nhận quà. Có để trao đổi thành công, vui lòng nhận gói của bạn trong thư là đã thành công. Các bạn tiến hành quay về màn thành cái màn hình liên quan bạn, các bạn nhấn vào thư để nhận quà nha các bạn. Cái thư đây các bạn, thư bên này thì có này sẽ hưởng được các quà như sau: 510 ngọc. Thì đây là gift code nha các bạn, gift code có 510 ngọc các bạn. Bây giờ chúng ta cùng đến với cái gift code kế tiếp. Nhấn vào avatar, nhấn vào cài đặt, nhấn vào đổi quà tặng. Gift code như sau: B L E I C O D 4 B C. Thì các bạn lưu ý là code này chỉ dùng được trên máy tính thôi nha các bạn sử dụng máy tính thì bạn có thể nhập code này để xài. Sử dụng PC các bạn thì có thể nhập code này để xài các bạn. B L A I C O D 4 B C là code kế tiếp, thì đây là code dùng cho máy tính. Sau đó thì bạn nhấn vào trao đổi để đổi qua. Mình xài trên mobile nên là nó không hợp lệ với bạn. Các bạn nào xài trên máy tính thì có thể đổi về. Bây giờ mình sẽ nhận hết tất cả các phần quà. Đây là tất cả các phần quà nha các bạn. Hiện tại có 510 ngọc, còn những cái này đồ hưởng thêm thôi bạn. Ok, thì cảm ơn các bạn đã xem video. Bây giờ thì mình sẽ mở code ở trên màn hình. Thì tổng cộng là có hai code, trong đó một cái code thì bạn có thể sử dụng cho mobile nhưng mà có hạn sử dụng đến ngày 15 tháng 6 thôi nha bạn. Còn một cái đó, thì chỉ sử dụng được trên máy tính, nên là các bạn sử dụng mobile thì bạn nhập code đầu, còn bạn nào mà sử dụng máy tính thì nhập code sau nha bạn. Ok, thì cảm ơn các bạn đã xem video. Thì chúc các bạn nhập có thành công và chơi vui vẻ. Đừng quên like hôm nay nếu bạn thấy hay và chia sẻ cho bạn cùng biết với nha. Cũng đừng quên là đăng ký kênh để ủng hộ nha. Còn giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những cái video tiếp theo. Bye bye.